Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại mình đang ở biên giới Việt Nam với Trung Quốc. Ngay cách đây là con sông Hồng này. Hôm nay mình có một điều đặc biệt muốn cho mọi người xem. Trung Quốc ấy, nói về tình hình dịch của Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc lại toang trở lại mọi người. Đây, mình cho mọi người xem này. Trước mặt mọi người là huyện Hà Khẩu của tỉnh Vân Nam Trung Quốc nhé mọi người nhé. Đây mọi người, cho mọi người xem. Bên Trung Quốc là bình thường như năm ngoái là khu bờ kè, khu công viên này là họ đi bộ rất là đông luôn. Nhưng mà năm nay từ Tết đến giờ ấy mọi người ạ, do tình hình dịch bệnh ấy, không có một ai ra đường luôn ạ, trừ những người công nhân họ thu gom rác và thỉnh thoảng có xe cảnh sát và xe cứu thương bật nhấp nháy đi qua mọi người ạ. Kìa, trước mặt mọi người ạ, thỉnh thoảng có xe chở bệnh nhân nhé mọi người nhé. Đấy không phải ô tô của dân đâu nhé. Đấy là xe chở bệnh nhân đấy mọi người. Xe cấp cứu. Đó. Không biết đây có phải là quả báo nghiệp của Trung Quốc không, nhưng mà mình cảm thấy là khổ cho người dân quá. Ở bên đấy mình có nói chuyện với mấy người bạn người Trung qua WeChat ấy. Họ bảo là bị cách ly ở trong nhà toàn bộ dân luôn, người bị hay không bị cũng không được ra đường, họ sẽ kiểm tra định kỳ các thứ luôn. Đây mọi người. Còn phía trước mặt mọi người là khu công viên nhé, tí nữa mình quan sát luôn cho mọi người xem. Thi thoảng có cái xe thôi, dân này không được ra bờ kè đi bộ rồi, nhà ai ở yên trong nhà. Còn phía bên trên kia là cửa khẩu Kim Thành mọi người, từ Tết đến giờ là xe hàng hóa là không còn lưu thông nữa. Bên họ nhìn rất là hoành tráng luôn, nhưng mà họ chỉ xây những cái tòa nhà cao chọc trời này, họ chỉ xây giáp bờ sông thôi mọi người. Còn phần mặt sau của những cái tòa nhà khu trong kia cũng là dân nông thôn bình thường thôi, cũng nghèo thôi. Nhưng mà còn một điều nữa, tuy dịch như này dân không ra đường và cũng chả có buôn bán gì cả, nhưng mà ban đêm các những tòa nhà cao tầng này, những cái thành phố của họ vẫn bật điện là max level luôn mọi người. Đây mình quan sát bên kia cho mọi người xem là không có bóng người luôn, không có ai đi bộ luôn, không ai ra đường luôn. Không có ai ra đường luôn này, bên này nữa này. Đó, toàn có người ở cửa kìa. Không có một bóng người ra đường luôn mọi người. Có năm ngoái năm kia mình có quay cho mọi người xem ấy, họ đi bộ rất là đông luôn, đi ra công viên này họ đi bộ cho mát đấy. Cái khoảng cách từ đây, khoảng cách từ chân mình đứng sang bên kia nó sẽ rơi khoảng độ 200 m rồi mọi người. Con sông này chiếm khoảng độ 70 m đi, từ đây ra kia ra bờ sông 30 m, từ bờ sông bên kia lên đường kia khoảng 30 m. Ô, 100 m thôi nhỉ, 100 m chắc là hơn tí, cũng 550 m rồi mọi người, rất là gần luôn. Còn là cái đoạn là mình đang ở một cái đoạn nơi mà các anh bác sĩ tự do, khu này là đang phá trộm cái lan can bờ kè này, cái lan can bờ 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 đường biên này mọi người này, phá trộm ra để lấy đi bán sắt vụn đấy. Cái này chắc chỉ có đội đội nghiện ngập thôi mọi người ạ. Đây là cái này gọi là phá hoại tài sản nhà nước ấy, cái này mọi người này. Cái này đây mọi người phá rất là nhiều luôn này. Ui, trải dài từ đây. Cái khu này là ở ngay dưới đường mọi người ạ. Bên trên này có một cái đường để đi đi tuần cho các chú biên phòng á. Nhưng mà cái góc này góc khuất này, ở đây có cái tả ly góc khuất này, chắc là nửa đêm thì đội đấy mới kiểu đạo hành ấy, hành đạo phá rất là nhiều luôn này, phá hết cái khu này, phá ra tít đằng đến cái chỗ xe máy đằng kia luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ô ấy, phải 17 ô, 18 ô, 19, 20 ô mọi người ạ. Đầu đằng kia cũng phá kìa. Cứ khu này khuất khuất bởi vì vừa mất cái quả đồi này thôi. Còn khu đằng kia thì lại sàn sàn xuống đường ấy, nên là không bị khuất, nên là khắp bên kia không bị ăn trộm. Ui, phải hơn 20, phải đến tầm 25, 30 ô mọi người ạ. Đây, ra tận đằng này nữa rồi. Bây giờ mình đưa mọi người ra góc đằng kia để nhìn sang công viên của họ nhé. Không có một bóng người luôn mọi người. Cảm giác như kiểu là cái thành phố chết ấy mọi người. Thì mình cho mọi người xem từ trên cao xem xuống. Đây, xe cấp cứu kìa mọi người kìa. Đấy. Để trước mặt mọi người là cái xe cấp cứu nhé mọi người nhé, không phải xe cảnh sát đâu. Bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình lên trên đỉnh đồi trên Kim Thành trên này. Trên này khá là cao luôn, có thể ngắm được toàn cảnh phía bên đất nước của họ.
mình sẽ cho mọi người xem đấy, ngay cái giáp biên này này thì toàn là những ngôi nhà cao tầng thôi, còn phía sau những nhà cao tầng này thì toàn đồi núi thôi, có phải dân nghèo đó. Đó mọi người ạ, bây giờ họ đang lên đèn dần rồi mọi người. Đó, còn phía xa xa cái kia kìa. Cái đấy không phải là chùa chiền gì đâu nhá mọi người nhá. Đó là công viên ánh sáng ấy, công viên ánh sáng huyện Hà Khẩu mọi người nhá. Mọi người có thể lên YouTube gõ là ra, có rất nhiều bạn trẻ đã từng quay qua. Mặc dù hiện tại bây giờ là họ đang đang dạng kiểu là có chỉ thị 15 16 giống Việt Nam chúng ta năm ngoái ấy, là nhà ai ở yên nhà đấy không được ra đường ấy. Nhưng mà họ vẫn bật điện sáng trưng luôn mọi người. Mình cảm thấy là bị kiểu phô trương và lãng phí ấy, mọi người. Mà công nhận họ giàu thật mọi người. Một lát nữa thôi là sẽ sáng hết cả cái khu này. Và họ có hẳn nguyên cái tòa nhà bên kia để thắp cái đèn LED mà trình chiếu những cái dạng kiểu quảng cáo ở cái thành phố lớn ấy. Lá cờ này, đất nước của họ này, họ trình chiếu như kiểu một cái màn ảnh rộng ấy trên cái tòa nhà. Ở nhà phía kia mọi người kìa. Đó. Thôi bây giờ là cũng gần tối rồi. Nếu mà đợi một lúc nữa tối hẳn thì mình quay thì là sẽ bị rất là noi luôn. Nên là mình xin phép là mình chập chọn tối này mình quay cho mọi người xem luôn. Và mình xin phép mình dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Mọi người đừng quên đăng ký cái kênh mình để xem những video tiếp theo nha. Mình sẽ cập nhật tình hình biên giới và cuộc sống người dân nơi đây nha. Cảm ơn mọi người.